Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Nguyễn Hải nha. Thì nói chung là hôm nay anh có một cái đám cưới, anh đang có đi ăn không? Đám cưới ăn rồi. Người ta mới đám cưới của ai chứ? Đây tấm mưa ông nội này. Bây giờ thì đây là cái người quen của anh, thân thiết đó giờ. Ok. Anh quen cũng đâu từ nhỏ lớn rồi. Thì đâu phải mấy đứa cũng biết là đâu phải đường không là anh có đám cưới lên mà. Dạ vô ông nội ơi. Ê, chừng nào triển khai nè, Thì bây giờ tụi mình sẽ đi thay đồ rồi mới đi được. Cái mặt này sau đi. Okay, đem mày đi đám cưới không? Đi chật. Thì bữa giờ tụi mình lâu không đi quay đám cưới cho người xem. Thì nay sẵn đây có anh em đủ mặt đây. Bài đám cưới đám quả. Bây giờ mấy ní mới thục visa mới về, tụi mới lôi ra đây để đi ăn đám cưới. Còn Ly đâu có theo rồi? Bà ngoại ơi. Ok các bạn, thì không để các bạn chơi lâu. Thì các bạn nhớ đón xem cái đám cưới này nha. Thì nói chung là cũng khá là vui đó. Thì các bạn theo dõi để coi đám cưới này sẽ như thế nào. Thì nếu mà đám cưới này hay thì để cho một like và đăng ký kênh. Ok thì anh em chơi tán đi, thay giờ thay đồ đi rồi tụi tôi ở đây. Ok đi về các bạn. À, graduation day. Đủ chưa rồi. Đi nè. Đám đâu ăn? Tập trung mày. Đi nè, để mày phải đi theo tao mày biết rồi đi đám đâu, tao đừng khơ, tao chỉ cho mày ai biết. Nó ai có mặc đồ đẹp chứ các bạn. Đi đám cưới xong anh em ra nhà đám giỗ. Đấy là tao đi nè. À đúng rồi. Rồi yên sơn bữa nay mặc đồ vip quay. Cái người đây mình thay. Đó, thì mày cũng nghe nhạc, mày vũ hủ mà. Hoài luôn á, mày nghe nhạc hoài đi. Đó, vũ hủ mà. Mày là vũ hủ, thân thiết dữ lắm. Còn mày là nghĩa ba chị. Không ai mà kiểu bận đồ đi cưới. Có nhà ok không? Có nhà rồi đó. Đây, tại gần mấy cầm chia. Đây gần mấy cầm chia đi ăn đám. Là trai với trời. Đó, đám tới rồi. Dọc bạn đi. Đâu? Ai ai? Đi chờ, dọc bạn đó. Đúng mà. Như lê, đang điêu quá là lên lên. Không đến nhau chứ. Cái người đúng mà ghê mời. Trời ơi. Hành đằng ơi. Ai hành ai vậy? Sinh nè. Đâu phải nó đâu. Trời. Là trời. Trời gì đó vậy? Bắt thằng ơi, hai mày lại cứ sinh lại vậy? Tự nhiên hỏi mình. Đâu vậy? Tới nè. Trời ơi. Cố đội này. Ơi. Bộ hai nó sinh lại cái gì đó vậy? Không biết tôi mới vậy? Hỏi em đám cưới hay nói thiệt luôn hả? Thì đó. Hỏi là trời. Đúng rồi. Bây giờ cái gặp che đâu nãy gì nè. Đó. 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 Đi theo đi biết liền à. Đi theo đi biết liền. Hai muốn chấp. Hai nó cưới rồi giờ gặp gió luôn á. Nghe, cầm ai? Không phải. Cầm ai? Lao. Đang cầm tay đó. Ai có mặt đi có lật nè. Đâu mà tao đây. Cái này xưng cái gì trời có phải xưng? Không, là cái đâu là cá. Là hai mày cứ như gì gặp gió luôn á. Một cái gì đám cưới mà anh em đi em đã. Ô là trời. Ta dư tiền ở đây mà. Đám cưới sao mà tôi sao không biết. Hồi nãy mày bị sao tới máu cái rồi sao mày nhớ được? Cái gì vậy trời? Phải mà cái bộ mà. Mày kiếm gì quay? Đám cưới mày không mời mày kiếm gì vậy? Là cho đám cưới mà còn hơn khoát tài gơ đó mấy bà. Bây giờ đám cưới là có chương trình khuyến mãi hay vậy? Tao làm MC cho. Tao làm MC cho. Mày là em ốc cho MC vậy? Ai đồng mướn mày biết làm MC. Trời ơi. Tấm thằng ơ là trời. Trời ơi. Má lòi. Trời ơi, tự làm sao cái tự không nổi luôn kìa. Bất tài luôn. Đám cưới gì mà. Lâu lắm rồi. Lâu đám cưới lắm rồi. Có rồi, ông nổi rồi nè. Mày nhớ đi. Trời ơi, là trời.
Ông nội này ông nắm lắc xích con gái ra luôn trời. Vậy ta để vậy nha. Tao sẽ làm MC cho. Ai muốn biết là MC ngồi ơi. Mày lo lên. Tôi làm mà. Chớp. Đây. Đây đó. Ê, đạp lên. Tại sao mày làm như vậy với tao? Đám cưới mà không mời tao. Ừ, đám cưới không mời. Mày mốt với mày đãi đám đãi, đãi tao chỉ cho đãi nè. Ra ngoài đồng phải đãi ăn mình ăn mấy luôn đi. Sao mày cà mặt dữ vậy? Đó là trời. Cà gì mà có gánh. Nè. Cà quá cà luôn rồi. Cà luôn là trời. Mày mốt mày cà. Mày mốt mày cà cà hàm dân hô á vô chút xíu nữa. Có nghe nè, có ngày đi nữa tụi tao cũng dán đi làm thuê kiếm tiền đi đám cưới sao không mời. Rồi gì? Ông nội này. Đám cưới tôi sao tôi không biết? Tôi chụp mấy ảnh á. Rồi ba mày đám cưới phát tài gơ. Ba má này sợ tao biết gì anh từ gần. Thằng ơi là cho đám cưới còn hơi nhìn muốn mãi nữa. Thì tao đi làm vậy. Hai chồng bay á, hai chồng bay đâu phải ca sĩ đâu. Mấy mấy tao tin mà, mấy chứ không phải mấy tao không tin đâu. Hai chồng có biết quan xong rồi. Đi xin khóp cái gì chồng biết quan. Đó đâu, phải không? Hai chồng nó hợp thấy ghê không? Mà vậy đó nói cãi. Ôi lắm đi. Sao lắm tới cộng. Tao nó bên nhau gì đó. Nó bên nhau gì đó rồi cái hỏi nó có yêu nhau không nói không. Trời ơi. Trời cái mộng trời. Cái mộng. Trời ơi là chờ đám cưới rồi ba treo sắt rồi chơi gì. Nè. Vậy đó rồi hỏi có yêu nhau không cái nói không. Còn bao nữa. Không ai tin nổi không? Ai làm á? Ai chồng mày cái sắt. Này ngày 12 ngày 23 nha, 23 tháng tháng 3 âm lịch. Trời ơi, bắt đầu mày tao bay đám cưới tao mời tao dặn rồi. Đi. Đi. Lỡ lấy cái tay không làm gì vậy? Hết rồi, có ai liên tệ tụi mày đó, không kêu mời về chắc hết rồi không giờ. Anh thằng ơi, có ai mà cha? Đẹp mà chứ bộ. Khủng treo như quảng cáo không? Phải rồi, cứ người ta phải cho người ta biết. Cái này người ta đẹp nè. Vậy đó, rồi nói thường á thì nó không có. Ở đây người ta biết cái chơi của ông chút xíu qua bên đồng kỳ. Ôi thằng gì đó hồi nãy tôi nghe bà ngoài chợ nói đám cưới của hai cái nào á, YouTuber. À. Ở đâu ngoài chợ này, ở đâu? Ở chợ này nè. Ở chợ đâu? Đi bảy bảy. Thì đó. Rồi YouTuber đang đó trong giờ. Vậy đó, rồi mày nói với tao mày không có thương đâu. Tin nổi không? Tin nổi không? Thằng ơi, đám cưới còn chương trình mãi nữa cho em là gơ thằng. Cái ba làm ăn hội chợ lô tô, lô chợ đó. Bây giờ nè, em cứ thằng này đi, thằng Nghĩa đi, chơi 3 triệu. Nghĩa 3 triệu. Vô chợ nè. Nếu ở trong chợ mà có thiệt á. Nếu ở trong chợ có thiệt á, là hai này tét cái đầu tao nè, đám cưới chưa mời nè. Đâu? Ôi, cái gì làm gì? Trời ơi. Đây sao ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cháu ơi trời. Đám cưới lại cháu. Bà ba ơi. Đám cưới nào mà không có cháu khê đi. Đám cưới nào mà không có cháu khê. Phải đại cháu chứ. Vậy, đám cưới phải đại cháu chứ, đám cưới phải có cháu khê mới được. Nhiều dữ vậy. Đám cưới đại cháu gì trời? Ở trong đại cháu. Đám cưới nào không có cháu hè. Vậy. Đám cưới nào không có cháu hè. Em họ phải không? Trời ơi thằng ơi. Đâu? Trời ơi bà trời. Người cha cũng đánh anh nặng ấy. Người muốn cho người. Bảy người đẹp đây vậy cha. Đám cưới của bạn con. Mời cô vô con cháu luôn. Dạ. Con đang trong quê quê á. Ê, ổn. Trời ơi. Trời ơi, gì? Nhắm họ.
này mới dạy quay cái đây trong tâm cứ mà nó đẩy không tâm cứ đẩy vô hấu rồi mày kỳ kỳ cục lắm à. Bỏ cá kìa, bỏ đâu chào yêu ơi. Rồi mình đi về chừng nào mình mới được ăn? Thì chừng nào mày muốn ăn tôi lấy cho mày ăn nè. Mày ăn bây giờ. Mày đám cưới của quỳ. Trời ơi, bây giờ. Trời ơi, cái gì? Mày đã giếm lửa. Tối nay cháu khoe quay nó vậy. Ừ? Đã đâu vậy? Bẻ qua ở Trần Định á. Ông này á, sáng nay cứ ngay ơi. Tối nay đi chơi. Không nội làm quậy gì nữa. Ừ. Nó làm cưới quỳ. Ông ơi. Dạ. Rồi đi gì chừng nào mới được ăn đi ngoài trận. Hết hàng luôn. Tối nay cháu Huyền đó cô. Tối nay cháu Huyền nó đẩy là định đó. Dạ, tối nay cháu Huyền nó đẩy là định. Ngoại ba. Cháu Huyền đẩy là định. Lâu. Cháu Huyền ông nội. Chứ gì? Chứ mọ đúng không? Phải đâu ai á, phải em đâu. Mai chưa không mai 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 nha mai đúng. Mai mai tự sang bóng đá ơi quan cho bảo bây giờ em chơi hoài nữa bây giờ hả bữa nay có nước lèo quá không bữa nay là định ăn cháu quen quen nha còn đâu không có gì bà nội vậy anh tổng ăn bậy à anh nói chuyện với bà thầy chém trụ bàn năm tấm trời ơi em mệt lắm em nhất không anh à lại là nó ngay trong chỗ đó ba ơi ba có đẩy mày đây nè dắt ra kiếm mâm ngoài vô bàn đi ông nội ơi cái gì mà đi quay trời là trời đám cưới gì mà không trời trời con ơi con nhau thẳng tốt hãy này hãy này đây luôn nè có rồi đang mày mày thấy không chạy cái chợ chỗ cho cũ á làng mới rồi này là chợ mới thôi còn chợ cũ nữa đầm cây xe ba đâu không anh cố này mình sẽ làm không vậy đó nói thương không có không thương đâu bảo đi ra bà ba để cháu quá vậy thôi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ôi có khi nào làm dáng này là nó thiệt luôn không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời đám cưới mà bà này với trời. Trời ơi đi ăn đám gì không đi ăn cái đám mà. Thấy đâu đãi không? Chào chào. Chào đám chào. Có ăn đám gì không? Đám bà thầy à? Đám gì tôi cũng có biết đâu. Trời ơi trời. Nói chung là. Chuyện mà phải hiểu lầm rồi thôi. Mình giữ lấy tự nhiên nha mọi người. Có gì sẽ chẳng lạc được. Chúng mình sẽ đi về, dặn nó về mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Về mấy con mới chạy ra.